Đây thì qua ngày hôm sau thì mình design xong và in và cắt luôn một cái label để cho cái packaging. Thì mình cũng dùng cái file này để mà đăng lên social media, tại vì trên này mình có sáng tác một cái đoạn thơ nhỏ để giới thiệu về cái cuốn lịch này. Ngày tiếp theo thì mình không có quay video lại, nhưng mà bên cạnh cái việc mà design lịch để hoàn thành những cái bước cuối cùng á, thì mình cũng có ngồi quay vlog để review cái gối trái tựa này. Thì nhưng mà công việc của mình thì kiểu mình cũng làm từ từ thôi, chứ mình rất là enjoy cho cái quá trình đó, chứ không có phải là quá căng thẳng cho cái việc thiết kế cái cuốn lịch. Ngày 30 là một ngày khá là bận rộn, vì cái ngày hôm nay mình phải đóng order và tranh thủ là làm những cái post remind mọi người, rồi phải rep inbox này kia để bắt đầu sản xuất được cuốn lịch. Cái sản phẩm đầu tiên mà mình làm là cái to do sticker dùng để dùng cho planner. Thì sau mình đã thiết kế xong và chuẩn bị file xong, cái file của mình chuẩn bị thì phải gồm cả file cắt nữa. Thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên mình bắt đầu nhúng tay vào việc sản xuất. Bên này thì mình sẽ có những cái mark như vậy nè, để cho lúc mà cắt á, thì rất là dễ. Thì hiện tại mình đang setup thêm một cái máy cắt đem đây. Thì bây giờ mình sẽ dùng máy này để mình cắt nha. Thì này như thế rất là hay.
Đây thì mình đã cắt cái sticker ra theo cái đường line này nè. Cái đường line ở ngoài đó, đây mọi người có thể thấy rõ nè. Thì mọi người có thể gỡ ra và dán luôn chứ không cần phải tự cắt. Thì đây là một cái quà cho cái calendar của mình, cho cái cuốn lịch của mình. Thì đây, cái băng keo của mình sẽ tặng cho khách. Vì mình sẽ thử trang trí cái con này nha, bằng cái sticker của mình luôn. À, đúng rồi. Kiểu là mấy cái này mắc cười á mọi người, kiểu là nghĩ ra mấy cái này mắc cười, nhưng mà cái kiểu nó ồn quá nha mọi người, cái tiếng kiểu nó rất là ồn.
Trong lúc chờ đợi máy cắt các sticker thì mình edit video về trên máy tính và cả trên iPad. Thì kiểu như là mình multitasking, mình làm rất là nhiều thứ trong một ngày và cảm thấy là bắt đầu về những cái chuỗi ngày bận rộn. Nhưng mà ngày đầu tiên để mà sản xuất cái sticker thì mình cảm thấy rất là vui, vì kiểu như là mình làm ra được một cái ý tưởng và từ đó mình sản xuất ra một cái thành phẩm cuối cùng luôn. Nguyên một cái quy trình từ A đến Z. Thì qua cái ngày mà mình làm cái sticker này thì mình kiểu như là giống như là được tổng kết lại những cái kiến thức về giấy, về in ấn, về cắt, cách sử dụng phần mềm mà mình đã tìm hiểu trong 2 năm qua. Nếu thích video này thì mọi người có thể nhấn like video và subscribe kênh của mình để có thể xem tiếp cái hành trình nhật ký làm lịch năm 2023 của mình nha.